Xin chào cả nhà đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình nha. Hai vợ chồng mình đang đứng ở một cái khung cảnh hữu tình, đó là ngoài vườn dừa cả nhà ơi. Vườn dừa. Chiều hôm nay hai vợ chồng mình đi picnic. Hôm nay bật mí cho cả nhà biết là hôm nay hai vợ chồng mình sẽ làm ẩm thực ngoài vườn. Hai vợ chồng mình làm picnic tại vườn dừa của cha mình. Cha mình không cần phải tốn giấy vào cổng đâu nha, nhưng mà rất là mát. Vườn dừa siêu trái của cha nè. À, thì hồi sáng á, mình đi chợ cả nhà mình mua được một ký mực thì mực ống á. Mực ống thật ống là chứng. Tươi luôn cả nhà, nhìn tươi trong veo luôn. Bây giờ mình ra đây mình sẽ hái dừa xuống, mình luộc nước dừa rồi cả nhà ơi. Mình luộc tươi luôn cả nhà ơi, mình không ướp không gì hết. Rất là đơn giản nhưng mà mình hái dừa trên cây xuống, mình chặt ra cái mình luộc liền. Chắc là rất là ngọt luôn á. Ngọt, rất là ngọt đó. Mà cả nhà cùng theo dõi nha. Rồi giờ anh Khoa sẽ hái dừa. Cái dừa luôn tiệp. Dừa của cha cứ hít tới nào là hái tới nấy. Mấy quả được anh? Anh nghĩ chắc cả hai đầu quả. Hai quả đi. Cái mặt để dừa kìa. Đây hai trái, giờ mình sẽ xách hai trái này về nha. Ồ, hai lầm cái bùi dừa hơi cứng rồi mà. Tại nó ngọt, dừa này nước ngọt. Siêu ngọt ạ. Đây, mình có chuẩn bị một cái son bé bé xinh xinh nè cả nhà. Pha chặt xong là dế vô đây liền luôn. Hôm nay mình giống đi dạo ngoại nè. Mình đi picnic mà dừa hái xuống xong chơi liền. Dừa này ngon à. Dừa cứng cại. Dừa. Không, dừa này hình cứng ngon thôi. Cứng vô. Chắc như hai trái của anh là đáng ngàn. Anh bẻ ba trái nè cả nhà. Nãy anh còn nuối tiếc. Một trái được rồi anh. Được. Một trái mình luộc nhiêu đây được rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi luộc mực nha. Thì lửa mình đã bật lên rồi nè. Bật bếp lên. Giờ thì mình chờ cho nước sôi thôi. Ai khoe với cả nhà, đây là dĩa mực của mình nè. Mình mua về cái mình mần, mình sạch rồi mình rút cái cọng, gọi là cọng chỉ ha anh, cọng gì? Nói chung là mần sạch cái ruột rồi đó. Mình mần sạch cái ruột rồi mình để gì cho nó đẹp nha. Ngon ghê rồi. Rất là tươi luôn, mực rất là tươi luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình chờ nước sôi lên thì mình sẽ xơi nó. Đây, nước dừa của mình cũng đã sôi rồi nè cả nhà. Bây giờ anh Khoa sẽ bỏ mực vô. Luộc hết luôn em. Mực lựa luộc phiên nữa trước đi anh ơi. Nhiều quá hả? Rồi, đây. Còn nữa đây. Luộc đủ mình ăn đi. Đó. Mình nặng sốc. Lửa hơi yếu rồi anh ơi. Cả nhà ơi, hai vợ chồng mình đi picnic giữa trường bị hết cồn rồi. Dạ anh Khoa, anh Tạo, anh thiết kế cái lò cho mình nè. Hồi nãy đi mình xét con cục cồn rồi, cái nhà anh đốt hết rồi, giờ thiếu rồi. Nghĩ là chơi sẽ đủ ai vậy mà chơi vậy luôn. Vậy mới đúng là giả ngoại nè anh. Thiên nhiên không? Đã chưa? Cái bếp khói bằng, rồi à. Cái bếp bằng ba cục đất, đổ ba cục đất. Sau một khoảng thời gian trợ giúp của anh Khoa thì mực của mình cũng đã chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt hết số mực này ra, xong rồi mình bỏ số mực còn lại hồi nãy vô mình nấu tiếp nha. Rồi mình sẽ gắp ra. Ui anh ơi, anh gắp đi. Ôi nó sức đầu hết trơn rồi. Nó bị ruột kìa. Wow. Ngọt lắm á anh. Này nước dừa mà. Mực ngon quá à. Mình không nêm nếm muối đường bột ngọt gì luôn nha. Nước dừa nguyên chất. Nước dừa nguyên chất. Tốt quá. Rồi anh vớt ra đi xong rồi bỏ kia vô luộc luôn ha. Nên luộc hết luôn. A few moments later. Ta giới thiệu với cả nhà, sau một khoảng thời gian luộc nấu thì đây là cái bàn picnic của hai vợ chồng mình. Anh em mắc cười á. Cưng không? Bàn business mình có ghim theo cái ghế nè cả nhà, mình kê lên nè. Đây bao nhiêu mực của mình luộc ra nhìn rất là ngon. Ở đây thì mình có chuẩn bị một cái chén muối ớt siêu cay nha. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ hưởng thức cái món này thôi. Đây cho anh một đôi đũa. Thì hai vợ chồng mình đơn giản game cả nhà. Hai vợ chồng mình đi business gọi là đi dã ngoại đi.
rất là đơn giản. Chỉ cần có đồ ăn là được. Chỉ cần có đồ ăn là được. Đồ ăn đi anh ơi. Mà cả nhà. Mà cả nhà ăn một con mực ống luộc nước dừa với mình nha. Đây là muối ớt siêu cay chấm vô. Chấm. Vì mình luộc vậy cho nên mình phải chấm siêu cay. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Giòn thực. Con mực bị mặn nha. Tại mình ta ướp sẵn. Nhưng mà mình đã ướp sẵn rồi. Con mực nó dưới biển nó mặn với ai ướp nó. Ý là nó mặn tự nhiên. Giòn ngon quá. Ngon. Nó giòn khấu luôn nha. Nó giòn. Giống vậy nó muối này lên. Ngon. Thêm nó cay luôn. Nó không có vị tanh luôn. Có hai đứa không sao đâu ha. Quậy lên. Nó thơm, nó ngọt ghê luôn anh. Rất là ngọt cả nhà. Ngồi ngay đây bị nắng. Nắng chiều rồi. Ăn thử cái đầu mực coi. Nè, mẹ. Ăn đi. Hứng cho không ăn đi. Giòn. Ngon. Thực. Em thử rồi. Béo luôn. Mời cả nhà một cái đa gâu con mực. Giòn sực không? Hồi đó giờ mình ăn mặn hết trơn đúng không? Ăn gì nó ngọt hơn. Hồi đó giờ mình sợ để gì nó tanh cả nhà. Em có ăn cái con bạch tuộc rồi nha. Con bạch tuộc nhỏ xíu vậy nè. Đứng con hả? Cái nó lại lội cái mà em ăn nhúng giấm. À. Nó còn đang ngoéo cái người ta ra cái người ta bỏ nó vô nồi giấm. Ngọt lắm ha. Ngon lắm. Cái con này là lần nào ăn tươi vậy. Ăn kiểu này. Còn tươi mà thấy người ta mới vừa câu bắt lên á. Mời cả nhà. Cái luộc ăn ngon hơn nữa. Mình ăn về đã ngọt rồi. Làm theo mình có cơ hội đó rồi. Có cơ hội sẽ trải nghiệm cái món đó. Có cơ hội mình sẽ trải nghiệm câu lên ăn liền. À, cuối cùng giờ thích ăn cái đầu hơn rồi. Có cọng này còn sót nè anh. Còn sót cái gân. Ngon quá cả nhà. Cay quá, em đâm một cái ớt. Mực nó ngọt xong rồi luộc thêm nước dừa nữa. Không gì thấy tả. Chọn vị luôn. Anh thấy cái đầu. Chồng mình đi giả ngoại. Đi theo đúng dĩa mực. Ý chén nước mắm. Ở ngoài này còn nhiều cái để chế biến lắm á. Nước dừa thì trên cây có sẵn. Về quê rồi. Nước dừa bao la. Đẹp quá em. Vừa nhà mình uống chừng nào uống không nổi bán thôi chứ. Biết chừng nào hết. Nhìn thấy đâu cũng là dừa hết, ngồi xung quanh. Một tháng em cho anh uống 30 cây luôn á. Không, uống cho chết, uống giết chết luôn. Mà một tháng là nó một cây nó ra một quài nữa rồi. Uống cây trước rồi cây sao nó ra nữa rồi. Ngon quá anh. Mời người ta có bán nổi, mời người ăn nổi. Cái món này đơn giản ha, chỉ cần luộc lên nhưng mà ngon. Nè, để đút em cho. Anh ăn đi. Cho em con mực không lo. Em nghĩ là con mực nó tanh là nó mực ương. Đúng rồi, nó không tươi. Con này tươi rồi. Ăn đi, đút em nè. Đã chưa, cắn, chực. Còn sót. Còn sót. Còn sót cái gân, mà cái gân nó không sao hết. Ủa sao em làm kỹ lắm mà ta? Chắc bị đứt á. Mình kéo từng cục mực hết mà. Mình mà không kéo mực là nãy giờ mình luộc nó đen hùi lùi à. Làm hả? Thấy quên. Thấy không? Cũng hơi cắn à. Giòn ngon quá. Đổ mồ hôi luôn rồi. Con mực này cũng ngon. Ở mực nang cũng ngon, mực nang thịt nó dày hơn nữa. Mực nang mình nghĩ ăn nó rất là giòn. Dày. Nhưng mà mực này thì nó sẽ ngọt hơn mực nang nè. Rất muốn một lần đi biển, tự câu lên xong ăn liền. Khoái lắm. Có cơ hội mình sẽ trải nghiệm. Ở đây cửa nhà không biết có ai có ở biển không, tài tệ như vợ chồng mình. Một chuyến đi câu. Mình rất thích là câu, nhưng mà đi biển là đã thích hơn nữa. Anh Khoa nó rất là mê câu. Có cơ hội mình sẽ làm một chuyến hả? Một chuyến câu hả? Một chuyến câu. Ngon quá. Con mắt của mình đâu có cắt đâu. Nó ngọt luôn đâu có gì. Nhưng mà mình luộc nó tự bị đen đâu.
nó không có bể. Em ăn hết cái đầu luôn rồi. Cay quá. Cay. Cay nóng tanh. Nè. Ăn đi. Anh thích ăn cái đầu thôi, mực khô cũng vậy, anh chỉ thích ăn cái đầu thôi. Ngon quá. Cay qua mắt luôn cả nhà. Mình sợ nó tanh á, mình đâm một trái ớt. Cay nó bong vô mắt luôn. Ngon quá. Em ăn một con nữa rồi nha. Ngọt, ít là ngọt. Cho anh nè. Ăn trước, em ăn trước. Ngon chưa? Cay nó đã. Đồng vợ đồng chồng ăn hết con mực. Đã rồi, đã rồi. Thỉnh ăn nha. Biết sao mà ăn không? Nó nhưng mà không có ngon lắm chứ bộ. Hết nữa dễ không à? Nữa dễ luôn á. Còn ổ 1kg rồi rất là nhiều. Ngộ nha, đồ hải sản là có mấy cái con này nó bu rồi nha. Nó có mùi. Anh ăn đi, ăn nữa đi. Cay, ăn cũng với cay nữa hả? Để tắt video cái anh đi uống nước dừa. Anh Khoa rất là mê uống nước dừa, về đây là uống nước dừa không luôn. Buổi business của vợ chồng mình thì cũng xong rồi cả nhà. Thật là thú vị. Rất là mát, ăn ngoài cái ăn này, ngoài giường lúc nào cũng mát mẻ ha. Cái này nằm đây đánh một giấc tới chiều luôn, xong rồi đi vô luôn. Cay. Ngoài này mát rồi. Cay xè lưỡi luôn á. Thôi, cuộc dã ngoại của mình, hai vợ chồng mình cũng đã xong rồi. Ăn cũng ngon. Cảm ơn cả nhà đã xem hết cái video của hai vợ chồng mình ngày hôm nay nha. Nước bông hai con mắt luôn rồi cả nhà ơi. Mong cả nhà ủng hộ cho hai vợ chồng mình trong những video sắp tới nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Mong cả nhà luôn ủng hộ kênh của hai vợ chồng mình. Bye bye.